Cô gái mất tích bí ẩn một tháng, chị gái bức xúc chuyện tâm linh vạch trần chiêu trò lừa đảo. Gia đình bày tỏ sự mệt mỏi khi quá trình tìm kiếm Lương Hải Như gặp nhiều sự cố, đặc biệt những vấn đề tâm linh liên tục bị đem ra bàn tán theo dịch một cách vô căn cứ trên mạng xã hội. Hơn một tháng kể từ thời điểm cô gái Lương Hải Như năm 1999, Hà Nội mất tích bí ẩn khiến dư luận xôn xao. Bên cạnh sự giúp đỡ của cơ quan chức năng, gia đình tích cực đăng tải nội dung tìm kiếm vào các diễn đàn hội nhóm. Thậm chí các nhà ngoại cảm khắp nơi đã về hỗ trợ tìm kiếm. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn không có bất kỳ manh mối nào. Duy nhất vào ngày 2 tháng 8 và 6 tháng 8, hai vật dụng được tìm thấy là dép túi sách, được tìm thấy ở khu vực cầu Cù Sơn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức. Chiều ngày 16 tháng 8, thân nhân cô gái mất tích cũng phủ nhận việc đã tìm thấy thi thể và bàn giao cho đơn vị pháp y. Đại diện gia đình chị Lương Quỳnh Như buồn bã chia sẻ, nếu đủ 49 ngày vẫn không tìm thấy em gái thì sẽ lập bàn thờ vọng. Hôm qua, bố tôi nói hay là kiếm một tấm ảnh của Hải Như để lập bàn thờ. Câu nói ấy khiến tôi đau xót. Dù vậy, gia đình vẫn động viên nhau, dù xác định em tôi lành ít dữ nhiều. Tôi dự định đủ 49 ngày từ ngày em tôi mất tích 14 tháng 7 sẽ lập bàn thờ cúng vọng cho em, để em một mình như vậy tội nghiệp lắm. Quá trình tìm kiếm cô gái mất tích đã tốn nhiều thời gian, công sức và nước mắt của người thân. Bên cạnh những mạnh thường quân có tâm nguyện giúp đỡ, không ít kẻ xấu đã lợi dụng việc này để kêu gọi từ thiện. Đặc biệt, vấn đề tâm linh trở thành miếng mồi bé bở để các tài khoản ảo theo dệt thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu. Mới đây, chia sẻ cùng với truyền thông, chị gái Hải Như đã lên tiếng phản bác. Chị cho biết hoàn toàn không có chuyện nhập xác hay kêu gọi quyên góp. Bên cạnh đó, phía nạn nhân nhiều lần tiết lộ thời điểm trước khi cô gái mất tích từng có mâu thuẫn tình cảm tiền bạc với người yêu cũ tên TNT. Thanh niên này đã trực tiếp nhắn tin đe dọa và tác động vật lý khiến mọi người vô cùng lo lắng. Cụ thể, chị gái của cô gái xấu số mất tích Hải Như, Lương Quỳnh Như đã nhắn tin tới các page diễn đàn để đính chính các thông tin trong thời gian qua. 1. Thông tin đã tìm thấy em Hải Như chiều nay là hoàn toàn sai sự thật, gia đình vẫn đang tiếp tục tìm kiếm em. 2. Thông tin rằng Hải Như nhập vào chị gái Lương Quỳnh Như cũng không đúng. Trong thời gian qua, chưa hề có sự việc như vậy xảy ra. 3. Trong một tháng trời tìm kiếm, có rất nhiều thầy đến với gia đình. Một số thầy giúp đỡ nhiệt tình, gia đình vô cùng cảm kích. Nhưng cũng có một số thầy lợi dụng sự việc đau lòng này để gây sự chú ý, tạo dựng những thông tin không đúng về gia đình. Mong những hành động này sẽ không xảy ra nữa, để gia đình tập trung tìm kiếm em. 4. Gia đình dừng không nhận bất kỳ ủng hộ nào nữa, nên bất kỳ cá nhân tổ chức nào đứng ra kêu gọi từ bây giờ đều không chính xác. 5. Mọi thông tin tiếp theo mong mọi người theo dõi từ cơ quan chức năng hoặc từ chính người thân trong gia đình Hải Như cung cấp, vì thời gian qua đã có vô cùng nhiều những luồng tin không đúng sự thật. Theo luật sư Trần Minh Hùng, văn phòng luật sư gia đình, khi các tài khoản mạng xã hội đăng thông tin sai sự thật về vụ mất tích của Lương Hải Như gây xôn xao dư luận rằng đã tìm thấy thi thể cô gái này trong khi gia đình vẫn đang nỗ lực tìm kiếm, đã vi phạm nghiêm trọng các quy định tại Điều 8 Luật An ninh mạng 2018. Ngoài ra, hành vi đăng thông tin sai sự thật này còn có thể bị xử phạt theo quy định tại Điều 101 Nghị định 15 năm 2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, được sửa đổi bổ sung một số điều bởi Nghị định số 14 ngày 27 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.